rừng về cách đây hơn chục năm, về cái sổ tao thấy nó đột biến đặt tên hiểu không? Thằng chồng nó chủ tịch hội hoa lan Hòa Bình đấy. Xin chào các bác nhé, hôm nay em đang có mặt Biển. tại một vườn lan của anh Trường tại Đồng Mai. Đây cũng là vườn lan mới 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 làm nên là vẫn còn thưa cây, nhưng mà ở đây cũng có rất nhiều là lan quý các bạn. Em quay cho các bác xem lan mới ươm. Đặc biệt là những người yêu lan, yêu cây thì là rất thích sưu tầm mà chơi. Mùa dịch như này thì anh em có cái để ngắm, để chơi. Đây các bác, lan đang ra mầm rất là đẹp. Những cái mắt đang đang lên rất khỏe. Đây là mới chơi các bác nhá, mới chơi nên là nó vẫn còn ít thưa. Yến nữa phải không? Đang ra hoa. Mới trồng nên là hoa nó vẫn ít. Cái mầm bây giờ đang ươm nên là nó chưa được khỏe lắm. Nhưng các bác nào muốn thích thì đến đây giao lưu và tham quan các bác nhé, chia sẻ kinh nghiệm. Gốc hồ điệp hoa này đang nụ hoa cũng 2 tầng đấy. Đấy em sẽ lên tầng 2 đi. Cáo 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 gốc này đang ra lộc rất đẹp. Lộc vườn rất là đẹp, khỏe. Ba thân chính. Đây đang ra hoa không nhỉ? Đấy. Giò này đang bắt đầu đang mắt đang ra hoa. Rất là đẹp. Cây này anh ấy mới sưu tầm một giò hồ điệp hoa rất đẹp. Mầm gốc mới con đặc biệt là lưu ý cho anh em chơi lan thì là đi đến các nhà vườn anh em không nên sờ vào cây nha, tại vì có nhiều mầm mình sờ vào nó sẽ dễ bị thui mà hoa thế. Chơi lan mình không nên nên sờ vào thân mà hoa, nên là nhiều nhà vườn người ta không thích như vậy. Anh em không hiểu là thông cảm nhé, tại vì dòng này là những cái dòng này nó là nhạy cảm, hoa và thân dễ bị thui. Đấy. Thì các bác chơi lan mà lâu năm thì các bác sẽ biết. Còn những cây nó nhạy cảm với mấy cái
tay mình, thân của mình sờ vào đây. Ở đây có một cây lan này, ra hoa tím rất đẹp. Họng tím ngắt, cánh tím, nó đang ra mầm, mầm gốc rất là đẹp, xanh mướt. Ở đây đa số là phi điệp nhiều, rồi tại vì đang chuộng phi điệp, đa số chơi phi điệp nhiều. Bên kia cũng phi điệp. Em ước tính ở chỗ này là cũng phải hơn 100 giò. Gia đình mình chơi thế này là hợp lý, là đẹp. Ngày ra có cái để ngắm cây, có cái thư giãn là rất là thích. Các yêu cây sẽ biết. Đấy. Thôi em xin tạm dừng tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.